Người đàn ông bị ô tô tông tử vong giữa phố Hà Nội sau khi va chạm với người phụ nữ đi xe ga. Người đàn ông va chạm với người phụ nữ đi xe ga tại phố Lò Đúc. Sau đó tiếp tục va chạm với xe ô tô dẫn tới tử vong. Tối ngày 23 tháng 5, đại diện đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng điều tra, truy tìm người phụ nữ đi xe ga trong vụ tai nạn khiến một người tử vong. Theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 23 tháng 5 tại phố Lò Đúc, Hà Nội. Thời điểm trên, ông Dê, sinh năm 1950, Đống Đa, Hà Nội, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29K6-0020 đi trên đường Lò Đúc theo chiều Hòa Mã hướng Nguyễn Công Trứ. Khi đi đến khu vực số 92 thì bất ngờ va chạm với một xe tay ga màu trắng, chưa rõ biển kiểm soát, do người phụ nữ điều khiển đi từ trên hè xuống đường. Lúc này, ông Dê, mất tay lái tiếp tục va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 29A376.xx do anh Vũ Văn Tê, sinh năm 1980, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, điều khiển chạy theo chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến ông Dê đổ người ngã và tử vong tại chỗ, sau tai nạn người phụ nữ dựng xe dậy và tự ý rời khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.